Chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán thầy nho.com. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn về cái lý thuyết đông dư thức. Thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu một số vấn đề lý thuyết, sau đó là một số áp dụng để giải toán. Vậy đầu tiên là thầy định nghĩa các bạn này. AB là những cái số nguyên này. AB là số nguyên. Thực chất. Đấy. Hai số này được gọi là đồng dư theo mô đun mơ A này, đồng dư B theo mô đun mơ này. Đấy. Khi và chỉ khi ký hiệu A trừ B chia cho mơ. Đấy. Đây là ví dụ này. 5 đồng dư 2 theo mô đun 3 này, vì 5 trừ 2 bằng 3 chia hết cho 3 và nha. Tính chất các bạn này, rõ ràng A đồng dư A với A số nguyên ấy, theo mô đun M với A là thuộc diện. Tính chất này là hiển nhiên nhiên bởi vì là A trừ A bằng 0 thì nó đang chia cho M. Rồi tính chất tiếp theo. Tính chất 1, tính chất 2. A đồng dư B theo mô đun M. Thì kéo theo là B đồng dư A theo mô đun mơ. Cái này cũng là hiển nhiên. Rồi tính chất thứ ba là tính chất bắc cầu. Bắc cầu. A đồng dư B theo mô đun mơ. B đồng dư C theo mô đun mơ. Thì hai điều này ta sẽ suy ra được. A đồng dư C theo mô đun M bạn nha. Tính chất 4, phép cộng A đồng dư. A đồng dư B theo mô đun M. Rồi C đồng dư D theo mô đun M thì kéo theo A cộng C đồng dư B cộng D theo mô đun M. Đấy. Rồi nhân hai đồng dư và suy ra là A nhân C đồng dư B nhân D theo mô đun M. Đấy. Và tương tự như vậy, A mũ N với N số nguyên dương đồng dư B mũ N theo mô đun M với N là số tự nhiên và không và nhé. Ngoài ra còn nhiều tính chất khác nữa. Bây giờ ví dụ 1. Cho hai số A bằng 6 mũ 1000 trừ 1. B bằng 6 mũ 1001 trừ 1. Đấy. Chứng minh A chia hết cho 7, B cũng chia hết cho 7. Thì các em giải bài toán là như thế nào? Bây giờ ta áp dụng lý thuyết đồng dư của bạn này. Đây có dạng là A mũ M trừ B mũ N đấy.
ta có 6 này, cộng 1 bằng 7 này. Điều này tương đương với là 6 trừ đi trừ 1 bằng 7 này. Cái này chia hết cho 7. Đấy. Vậy 6 đồng dư trừ 1 theo mô đun 7. Vậy suy ra 6 mũ 1000 đồng dư trừ 1 mũ 1000 theo mô đun 7. Vậy là 6 mũ 1000 đồng dư 1 đấy, trừ 1 mũ 1000, 1000 mũ chẵn thì chia cho 7. Tức là từ đây suy ra là A chia cho bạn thì thôi còn nha. Tương tự như vậy ta có này, cũng từ chỗ này về 6 mũ 1001 đồng dư trừ 1 mũ 1001 mô đun 7. Đấy. Mà cái này là bằng 1 này, bằng trừ 1 các bạn này. Vậy ra 6 mũ 1001 cộng 1 mũ đun 0 theo đồng dư 0 theo mô đun 7. Vậy suy ra B chia cho 7. Bạn nhé. Thì thôi, đơn giản như vậy không có vấn đề gì phức tạp cả. Thì trong cái gian hạn chế thì giới thiệu các anh một số bài toán như vậy. Hy vọng là giúp các bạn ôn thi được tốt. Sắp tới thầy sẽ giới thiệu thêm một số bài toán về đồng dư nữa để sẽ giúp các bạn học toán được tốt hơn. Cuối cùng chào các bạn. Nhớ các bạn đăng ký kênh của thầy là học toán thầy nho.com này. Thì các bạn vào YouTube gõ là học toán thầy nho.com không dấu không cách thì nó ra cái kênh này. Các bạn nhé, không dấu không cách nhé. Giống gò gương mái. Cuối cùng là cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong dịp gần nhất.